Xin chào tất cả các bạn, là Tứ đây. Các bạn ơi, Tứ và các bạn sẽ cùng nhau tô màu bức tranh về chú gà đang đi bán trứng này nhé. Các bạn ơi, như vậy là Tứ đã tô màu xong bức tranh về chú gà đi bán trứng rồi đấy. Các bạn nhớ nhấn like và ấn đăng ký kênh để cùng mình tô màu những bức tranh.